Chính phủ của Thủ tướng Modi đã thay tên Ấn Độ bằng Bharat trong thiệp mời tiệc tối gửi khách tham dự hội nghị G20, làm dấy lên tranh cãi. Trong thiệp mời tiệc tối bằng tiếng Anh của hội nghị G20, bà Drupadi Murmu được gọi là Tổng thống Bharat, President of Bharat, thay vì Tổng thống Ấn Độ, President of India. Bharat là từ tiếng Phạn cổ mà nhiều nhà sử học tin rằng có nguồn gốc từ các văn bản đầu tiên của người Hindu. Ấn Độ còn được gọi là Bharata và Hindustan, những cái tên thời tiền thuộc địa trong ngôn ngữ và văn hóa đại chúng. Trong khi đó, các cơ quan nhà nước thường sử dụng India khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Các quan chức đảng Bharatiya Janata, BJP, của Thủ tướng Narendra Modi ủng hộ thay đổi này. Họ cho rằng cái tên Ấn Độ do thực dân Anh đặt và là biểu tượng của chế độ nô lệ. Anh cai trị Ấn Độ khoảng 200 năm, cho đến khi nước này giành độc lập năm 1947. BJP từ lâu cố gắng xóa bỏ những tên gọi liên quan tới đế chế Mồ và quá khứ thuộc địa của Ấn Độ. Năm 2015, đường Aurangzeb nổi tiếng của New Delhi đặt tên theo một vị vua Mồ, được đổi thành đường Dr. APJ Abdul Kalam. Năm ngoái, chính phủ cũng đổi tên một đại lộ thời thuộc địa ở trung tâm New Delhi, nơi thường sử dụng cho những lễ duyệt binh. Chính phủ của ông Modi cho biết việc thay đổi tên là nỗ lực khôi phục quá khứ Ấn Độ giáo của nước này. Tuy nhiên, các đảng đối lập ở Ấn Độ chỉ trích động thái, cho rằng nó nhằm làm lu mờ Liên minh Chính trị India mới thành lập 2 tháng. Họ cho biết đây là viết tắt của Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ. Cái tên Ấn Độ được cả thế giới biết đến. Điều gì đã xảy ra khiến chính phủ phải đổi tên nước? Mamata Banerjee, lãnh đạo phe đối lập, nói. Shashi Tharoor của Đảng Quốc đại đối lập ngày 5 tháng 9 đăng trên X rằng, tôi hy vọng chính phủ sẽ không ngớ ngẩn đến mức loại bỏ hoàn toàn Ấn Độ, cái tên có giá trị thương hiệu, không thể đong đếm qua nhiều thế kỷ. Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của G20 tại New Delhi vào ngày 9 đến 10 tháng 9. Nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ tham dự sự kiện. Tổng thống Mom sẽ chủ trì tiệc tối, dự kiến diễn ra ngày 9 tháng 9. Tổng thống Ấn Độ là lãnh đạo phi đảng phái và chỉ có quyền lực mang tính nghi lễ. Theo truyền thống, vị trí này được đảng cầm quyền ủng hộ và bầu chọn. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.